Hay bảo hắn tu tiên chương 552, thời không thông đạo. Tuế Nguyệt Tiên nhìn phi thường trẻ tuổi, tuổi tác cùng lục dương tương tự, tại thượng cổ ngũ tiên bên trong, bất hủ tiên tử sinh mệnh lực xếp số 1, Tuế Nguyệt Tiên có thể xếp thứ hai. Hắn tiên thiên nền móng liền vượt qua cái khác tiên nhân quá nhiều. Tuế Nguyệt Tiên đi vào tiên cảnh, nhìn thấy trên bàn cờ ngỗng ngang lộn xộn cờ caro khóe mắt run rẫy hận không thể lật tung bàn cờ. Ba các ngươi là thật giỏi a. À, đem ta một người vứt xuống có thụ dày vò, chính mình chạy đến nơi đây hưởng thanh phúc. Sau đó hắn phát giác được tiên cảnh dị dạng, nhất là cảm nhận được đến từ tương lai bất hủ tiên tử khí tức, hít một hơi lãnh khí, một trận hoảng sợ. May mắn không có đem ít 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 mang tới, cổ kim tiên nhân cách xa nhau vô số tuế nguyệt ngóng nhìn, trong lịch sử chưa hề phát sinh qua loại chuyện này, nhất là nắm giữ lấy ít ít ít, chỉ sợ vừa mới chạm mặt liền phát sinh đại mẫn diệt, đi qua cùng tương lai đều muốn phá vỡ. Tuế Nguyệt Tiên cũng không chắc hai tên bất hủ tiên tử chạm mặt sẽ phát sinh cái gì, hắn nói là một loại đại khái xuất chuyện sẽ xảy ra, cũng có khả năng bình an vô sự, hai người này còn có thể chuyện trò vui vẻ. Nhưng người nào dám cược loại khả năng này? Cộng hưởng lớn mẫn diệt, thu cuộc tất cả mọi người muốn chơi xong. Tuế Nguyệt Tiên cắn nát ngón tay, kim sắc huyết dịch tại đầu ngón tay chảy xuôi, hắn nhắm mắt lại, dùng tiên huyết tại giữa lông mày vẽ ra một cái tiên nhãn. Con mắt thứ ba mở ra, màu vàng kim tiên nhãn ánh mắt trống rỗng giống như là mù lòa kỳ thật đây là bởi vì con mắt thứ ba ánh mắt không tại hiện tại mà tại tương lai hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tại không biết nhiều xa xôi tương lai có một đạo bóng hình xinh đẹp đứng tại chỗ này tiên cảnh nhưng hắn lại ngay cả bóng hình xinh đẹp hình dạng đều thấy không rõ có nghiêm trọng quấy nhiễu từng đây là ai hắn cảm giác được bất hủ tiên tử bên cạnh còn đứng lấy một người nhưng người này quá yếu không có tư cách cách thời không xuất hiện ở trước mặt mình hắn có thể cảm ứng đứng bên cạnh người trước ngực treo một khối nhỏ kiến mục kia là trên người mình một bộ phận ta của tương lai đối với hắn rất tín nhiệm cho hắn một khối kiến mục làm bằng chứng là ta của tương lai bị phong ấn để cái này tiểu tu sĩ đi tìm bất hủ tiên tử tuế nguyệt tiên nhíu mày âm thầm suy đoán không có nói ra thế nào ít 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 nói cái gì rồi cửu trọng tiên vội vàng hỏi Tuế Nguyệt Tiên lắc đầu, không được, bằng vào thời không tiên nhãn còn không được. Thời không tiên nhãn lúc hắn dùng Tuế Nguyệt đạo quả luyện chế quan sát cổ kim tương lai tiên nhãn, dùng mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lần này lại không được. Là cự ly quá xa, vẫn là ở giữa có cái gì đồ vật đang quấy rầy. Tuế Nguyệt Tiên không có quá nhiều do dự, tế ra Tuế Nguyệt đạo quả. Đang xen vô tận thời không pháp tắc Tuế Nguyệt đạo quả xuất hiện, trên dưới lắc lư, phản phất dập dần tại thời gian trong hải dương, tạo nên thời gian gần sóng. Đừng nhìn. Tại tuế nguyệt đạo quả hiện ra trước một khắc, bất hủ tiên tử liền ngăn trở lục dương con mắt. Tuế nguyệt đạo quả chính là thời không pháp tắc hình thái cuối cùng, đừng nói lục dương mới kim đan kỳ, liền xem như độ kiếp kỳ tới, nhìn lên một cái đều muốn tinh thần rối loạn, thần trí không rõ, tại tuế nguyệt đạo quả ảnh hưởng dưới trở nên ngơ ngơ ngắt ngắt. Tuế nguyệt đạo quả bên trong ẩn chứa quá nhiều đồ vật, tu sĩ là không thể nào tiếp thu được lớn như thế lượng tin tức, linh đài tại loại trình độ này tin tức cọ rửa hạ đều muốn sụp đổ. Được sự giúp đỡ của đạo quả, tuế nguyệt tiên rốt cục thấy rõ bất hủ tiên tử mặt, ứng thiên tiên các loại ba người cũng thông qua dựng tuế nguyệt thông đạo thấy được bất hủ tiên tử. Tuế nguyệt tiên còn chưa kịp cao hứng, liền đầu đổ mồ hôi lạnh, quát lớn, không tốt, thời không thông đạo sắp không chịu được nữa. Ở đây trong mọi người hắn cảm xúc sâu nhất, có cái gì tồn tại ngăn cách hắn cùng bất hủ tiên tử ở giữa tuế nguyệt thông đạo không chuẩn xác hơn thuyết pháp là có cái gì đồ vật ngăn cách hắn vị trí tại thời đại cùng tương lai liên hệ là cái gì đồ vật ít 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 người muốn nói gì bất hủ tiên tử cũng ý thức được không ổn vội vàng nói ta bị người ám sát quanh thông đạo vỡ nát tại không hiểu lực lượng ảnh hưởng dưới thời không thông đạo bật nát song phương cắt ra liên hệ tuế nguyệt tiên lui lại hai bước bị ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên đỡ lấy không có sao chứ tuế nguyệt tiên lắc đầu bình phục hô hấp vận chuyển tuế nguyệt đạo quả trong nháy mắt khôi phục toàn thân trạng thái vấn đề không lớn mà lại hiện tại cũng không phải quan tâm hắn tình trạng cơ thể thời điểm hắn đảo mắt một vòng lạnh lùng nói ra đều nghe rõ ràng bất hủ mới vừa nói là cái gì đi bị người ám sát nói đùa cái gì đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Kỳ lân tiên bóp nát một viên quân cờ, trong con mắt tràn ngập không thể tin. Chúng ta nằm cái bên trong, bất hủ là khó khăn nhất chết, tùy tiện đến cái người đọc lên tên của nàng liền có thể phục sinh, ai có thể có thủ đoạn giết nàng. Sự thật liền bày ở nơi này, không tin cũng muốn thư, bất hủ mặc dù yêu thích chơi đùa, nhưng sẽ không ở loại chuyện này trên nói đùa. Bọn hắn có nghĩ qua, tại tương lai bất hủ tiên tử gặp phải phiền toái, cần bọn hắn hỗ trợ nhưng bọn hắn nhiều lắm là cảm thấy là bất hủ tiên tử bị phong ấn cần bọn hắn mở ra phong ấn tuyệt đối không nghĩ tới bất hủ tiên tử sẽ bị người sát hại nếu là có thể đơn giản phục sinh bất hủ tiên tử chắc chắn sẽ không nói chuyện này cái này mang ý nghĩa tại tương lai bất hủ tiên tử không chỉ có vẫn lạc mà lại không cách nào phục sinh không nghe thấy sao là ám sát không chừng có cái gì chúng ta không nghĩ tới thủ đoạn có thể ngăn cản nàng phục sinh ứng thiên tiên dùng ngón tay đâm cái bàn. Bị người ám sát, không có nói rõ hung thủ, cái này mang ý nghĩa bất hủ cũng không biết rõ hung thủ là ai. Bốn người nghĩ tới, có thể hay không bất hủ tiên tử biết rõ hung thủ liền tại bọn hắn bên trong, lo lắng ở chỗ này tiết lộ hung thủ tin tức, mới không có nói ra. Rất nhanh bọn hắn liền loại bỏ khả năng này, lấy bọn hắn đối bất hủ tiên tử tín nhiệm, nói là ai giết vậy liền không có hoài nghi, ba người cùng nhau tiến lên, còn bắt không được một cái hung thủ đây không có khả năng. Có người nào ám sát Bất Hủ Tiên tử, Bất Hủ Tiên tử liền hung thủ là ai cũng không biết rõ. Bất Hủ cự ly chúng ta bao xa?" Ứng Thiên Tiên hỏi, xác định thời gian, rất nhiều đồ vật liền có thể làm ra an bài. Không cách nào xác định, thông đạo bật nát quá nhanh, còn chưa kịp xác định, nhưng có thể khẳng định là tối thiểu nhất là một vạn năm về sau sự tình. Thời không thông đạo làm sao bật nát rồi? Cửu Trọng Tiên nhíu mày, nếu là thông đạo vẫn còn, bọn hắn có thể thu được càng nhiều tin tức, tối thiểu nhất biết rõ thời gian cũng là tốt. Tuế Nguyệt Tiên sắc mặt tái xanh, có hai cái nguyên nhân, một là thời không có uống nắng tính, tương lai tin tức không cách nào truyền lại đến quá khứ, này lại sinh ra thời không hỗn loạn, có ta Tuế Nguyệt đạo quả tại, là vấn đề, nhưng vấn đề không tính lớn, đều có thể vượt qua, trọng điểm là cái thứ hai. Có cái gì đồ vật ảnh hưởng đến thời không ổn định, ngăn cách chúng ta cùng bất hữu chỗ tương lai liên hệ. Cái gì đồ vật sau ngươi tuế nguyệt đạo quả còn mạnh hơn? Tuế nguyệt tiên hừ lạnh một tiếng, bất mãn kỳ lân tiên ngôn luận, không phải so với ta tuế nguyệt đạo quả còn mạnh hơn, chỉ là ta đem tuế nguyệt đạo quả dùng tại giải quyết thời không uống nắng tính bên trên, không có tinh lực bận tâm cái kia đồ vật. Sẽ là cái gì đồ vật, cũng có thể ảnh hưởng thời không? Không rõ ràng, nhưng có thể cùng ta tuế nguyệt đạo quả cứng đối cứng, chỉ có thể là một cái khác mai đạo quả. Còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, vì cái gì tương lai chúng ta không có phục sinh bất hủ. Vì cái gì tương lai chúng ta không có phục sinh bất hủ. Ứng Thiên Tiên hỏi ra vấn đề này, tiên cảnh lập tức trầm mặt, bốn tiên không nói. Là, đây là vấn đề lớn nhất, người khác không phục sinh được bất hủ tiên tử, bọn hắn tùy tiện một người không thể phục sinh sao? Đọc cái danh tự sự tình, nếu là muốn đọc, ai có thể ngăn cản đúng không? Không chỉ là bất hủ, ngươi, ta, bốn người chúng ta đều có thể xảy ra vấn đề." Cửu Trọng Tiên âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là khả năng duy nhất." Mặc dù giải thích cái trước vấn đề, nhưng vấn đề càng lớn hơn liền bày ở bốn tiên trước mặt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền mới bọn hắn thượng cổ ngũ tiên đều xảy ra vấn đề. Sẽ không phải bốn người chúng ta cũng mất a?" À. Kỳ Lân tiên bỗng nhiên nói, nói chính hắn đều trong lòng mát lạnh. Dù sao đây cũng là khả năng sự tình, liền bất hủ tiên tử đều tiên vẫn, bốn người bọn họ bị xử lý từ trên lý luận tới nói là có thể được. Người nói là bếp bác nhất tình huống, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Tuế Nguyệt Tiên lắc đầu phân tích. Bất hủ là bị người ám sát trí tử, điều này nói rõ thực lực đối phương có lẽ không bằng bất hủ, có lẽ mạnh hơn bất hủ, nhưng mạnh có hạn, không có hình thành nghiền ép trên lệch, tại loại này tình huống dưới, chỉ cần bốn người chúng ta đoàn kết lại chắc hẳn âm thầm người kia cũng sẽ không đem bốn người chúng ta đều giết chết. Đúng rồi Tuế Nguyệt, đã ngươi nói đối phương dùng đạo quả ngăn cách chúng ta cùng tương lai liên hệ, khi ngươi có thể hay không xác định một cái đến tột cùng là ngăn cách chúng ta cùng bao xa tương lai. Tuế Nguyệt tiên nhíu mày, có thể thử một chút, nhưng thành công xác suất không lớn, chờ ta một lát. Tuế Nguyệt tiên lại lần nữa khởi động Tuế Nguyệt đạo quả, hỗn độn khí tức sôi trào mãnh liệt, hắn chân thân hoàn toàn áp đảo thời không phía trên, nhìn xuống toàn bộ thời không phát hiện tương lai một mảnh thanh tĩnh cũng không phát hiện ngăn cách cùng ngăn cản thế nào cùng ta dự liệu không làm được tương lai quá rõ ràng ngươi nói ngăn cách đâu tuế nguyệt tiên cùng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem kỳ lân tiên để ngươi bình thường tụ hội thảo luận thời điểm ngươi không nghe ta giảng bài kỳ lân tiên giận dữ hắn bị tuế nguyệt tiên dùng tuế nguyệt đạo quả chỉnh hai lần đã sớm không sợ tuế nguyệt tiên thủ đoạn thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi. Tuế Nguyệt Tiên mặc dù ngoài miệng trào phúng kỳ lân tiên, nhưng vẫn là giảng đạo, tương lai là không xác định, ta nhìn thấy tương lai bất quá là có khả năng nhất phát sinh một loại, nhìn thấy tương lai cự ly hiện tại càng gần, khả năng càng cao, cự ly càng xa, khả năng càng thấp. Giả thiết ta nhìn thấy tương lai là giáp tương lai, là có khả năng nhất phát sinh, bất hủ không có bị ám sát tương lai. Bất hủ bị ám sát chính là ức tương lai, vừa rồi ta nói chuyện với bất hủ lúc liền để cho tuế nguyệt đạo quả thành lập cùng ất tương lai liên hệ cái gọi là ngăn cách là ngăn cách ta cùng ất tương lai liên hệ cũng không có giáp bính đinh mùi tới ý là bất hủ không nhất định bị ám sát không tương lai là một đường thẳng sẽ không sinh ra phân nhánh bất hủ nhất định sẽ bị ám sát chỉ bất quá theo tuế nguyệt đạo quả khả năng này rất thấp quan trắc không đến chờ ta đem tuế nguyệt đạo quả tu luyện tới quan trắc tất cả tương lai tình trạng mới có thể phát hiện ngăn cách thời gian điểm. Tuế Nguyệt Tiên Đường dây này không làm được, chúng tiên cũng không nhục chí, tiếp tục phân tích tình huống. Chỉ có tiên nhân mới có thể gây tổn thương cho đến tiên nhân, có thể ám sát bất hủ, nói rõ đối phương là tiên nhân, hiện tại ngoại trừ chúng ta năm cái, còn có cái khác tiên nhân sao? Cửu Trọng Tiên ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất, theo ta khảo chứng, ta là cái thứ nhất thành tiên, sau đó bốn người chúng ta theo thứ tự thành tiên, bất hủ xếp tại cuối cùng không có cái thứ sáu tiên nhân như thế nói đến ám sát bất hủ thích khách có hai loại khả năng ứng thiên tiên duỗi ra hai cây đầu ngón tay một loại là tại tương lai có người thành tiên lại thiên tư cực cao một loại khác là hiện tại cũng không phải là chúng ta năm cái tiên nhân còn có cái thứ sáu tiên nhân lời vừa nói ra đám người cùng nhau sửng sốt đây không có khả năng thành tiên dị tượng sao mà kinh khủng người thứ sáu thành tiên làm sao có thể giấu được tất cả mọi người trải qua thành tiên kiếp khi là hủy thiên diệt địa kiếp nạn mù loà đều có thể nhìn thấy kiếp nạn tồn tại tuyệt đối giấu không được thành tiên kiếp xác thực giấu không được nhưng nếu đối phương kết chính là nhân quả đạo quả vận mệnh đạo quả loại hình đạo quả lấy đạo quả chi uy che giấu tự thân tồn tại có gì không thể che giấu tự thân quên mất tự thân cũng liền quên đi trước đó phát sinh kinh khủng thành tiên kiếp trưởng quản nhân quả đạo quả tiên nhân không cách nào trở thành tiên nhân phía trên nhưng không có nghĩa là không thể thành tiên dạng này cũng liền giải thích tuế nguyệt tiên nói tới ngăn cách thi triển nhân quả đạo quả ngăn cách hiện tại cùng tương lai nhân quả hoặc là dùng vận mệnh đạo quả ngăn cách hoàng đậu đậu sống sót vận mệnh đưa nàng từ sinh đổi chết chúng ta biết được quá nhiều liên quan tới chuyện tương lai hoàng đậu đậu số chết liền sẽ bị liên lụy cho nên mới sẽ xuất hiện ngăn cách không cho chúng ta biết được quá nhiều đồ vật dầu gì còn có cái khác chúng ta không hiểu rõ đạo quả khả năng có rất nhiều bọn hắn kỳ thật đối với nhân quả đạo quả cùng vận mệnh đạo quả cũng không hiểu rõ lắm đây đều là trên lý luận tình huống không ngưng ra hoàn chỉnh đạo quả ai cũng không biết rõ đạo quả cụ thể uy lực tỷ như bất hủ đạo quả tại đạo quả hình thức ban đầu giai đoạn hoàng đậu đậu còn chỉ là dùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu bù đắp tự thân trạng thái hay là tại trong pho tượng chật tới chật lui ai có thể nghĩ tới ngưng tụ thành hoàn thành bất hủ đạo quả về sau hoàng đậu đậu có thể tùy thời tùy chỗ tự bạo có người đọc lên tên của nàng liền có thể phục sinh hoặc là ám sát người còn có loại thứ ba khả năng dù sao hiện tại ta là nghĩ không ra ứng thiên tiên nhún vai tại thời gian ngắn nhất nghĩ ra hai loại khả năng rất không dễ dàng mặt khác ba tiên cũng nhao nhao lắc đầu tạm thời nghĩ không ra loại thứ ba khả năng chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho bất hủ kỳ lân tiên hỏi Ứng Thiên Tiên cùng Tuế Nguyệt Tiên đều đang tự hỏi khả thi. Tuyệt đối không được. Cửu Trọng Tiên cái thứ nhất đứng ra ngăn cản. Dựa theo bất hủ tính cách, biết mình tương lai bị ám sát, nói không chừng sẽ đến một câu ta lời đầu tiên giết liền sẽ không bị ám sát, sau đó tại chỗ tự sát, yên lặng chờ tại tương lai phục sinh. Nàng nói không chừng còn có thể làm ra cái khác hành động kinh người. Kỳ Lân Tiên, Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, chấm chấm. Giống như đúng là hoàng đậu đậu phong cách. Ứng Thiên Tiên duỗi lưng một cái, chậm rãi chuẩn bị đi, ta nhìn trong thời gian ngắn bất hủ cũng không ra được sự tình, Tuế Nguyệt ngươi là lấy làm trọng tài lý do ra, tính toán thời gian cũng nên trở về, không phải bất hủ đem lòng sinh nghi, đến tìm chúng ta coi như không xong. Nhớ tới bất hủ tiên tử cùng Kỳ Lân tiên hai lão bà làm cơm, Tuế Nguyệt tiên tính cả quy về tận tâm đều có. Thôi được, ai kêu ta không may. Tuế Nguyệt tiên thở dài, nhận mệnh giống như kéo lấy thân thể chuẩn bị trở về Bắc Cực Tinh. Đúng rồi, ba các ngươi hạ xong cờ đoán chừng muốn 100 năm, nhất định có thể hình thành lịch sử cái bóng, đem chúng ta gặp tương lai bất hủ một đoạn này cái bóng xóa bỏ, nếu để cho ám sát bất hủ người nhìn thấy lịch sử cái bóng, chẳng phải là bại lộ tương lai bất hủ còn có thể phục sinh sự tình. Vẫn là ngươi âm hiểm xảo trá. Ứng thiên tiên đưa ngón tay cái tán thưởng. Cái này gọi tính không lộ chút sơ hở. Tuế Nguyệt Tiên giận dữ. Đánh cờ trăm năm cố sự tường gặp 350 chương. Tuế Nguyệt Tiên trở về Bắc Cực Tinh, Bất Hủ Tiên tử cùng Long Phượng Thiên Kiêu làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn, nhìn tâm hắn kinh rung rẩy. Tuế Nguyệt ngươi trở về rồi. Kỳ Lân ứng thiên bọn hắn thế nào? Tuế Nguyệt Tiên nghiêm túc nói ra, là ứng thiên tiên cái này cờ dở cá sọc tại gian lận, bị ta giáo huấn một trận, sau đó bọn hắn tiếp tục đánh cờ, Ta rời đi thời điểm Kỳ Lân cùng Ứng Thiên hai người bọn hắn tiến vào Ngộ Đạo Trạng Thái, giống như là nhìn ra cờ ca rô bên trong ẩn chứa ngũ hành bát quái, thiên địa âm dương. Cửu Trọng Tiên làm cờ ca rô người sáng lập, ngay tại vì đó hộ pháp, chính ta về tới trước. A, à, cái này hai còn có loại này cơ duyên, vậy thì thật là tốt, ta làm chút ăn ngon cho hắn hai bồi bổ. Tuế Nguyệt Tiên nhìn xem Bất Hủ Tiên tử bận rộn thân ảnh, hảo tâm nhắc nhở, nhất là muốn cho Ứng Thiên nhiều bồi bổ ta nhìn hắn ngộ đạo sâu nhất, cần có nhất đại bổ. Bất hủ tiên tử lớn tiếng đáp lại, dễ nói, phương diện này ta sở trường nhất. Nàng kéo lên ống tay áo, khăn trùng đầu dùng sức kìm lại, bật hết hỏa lực, rất nhanh liền truyền đến nguyên liệu nấu ăn kêu trên. Tuế Nguyệt tiên cười lạnh, gọi ứng thiên ngươi nói ta âm hiểm xảo trá, lúc này không hạ độc chết ngươi. Đây chính là tiên nhân thế cuộc A, à, cảm giác nhìn không ra cái gì đồ vật tới. Mạnh cảnh chu nói thầm, nhìn ngang nhìn dọc không nhìn ra hai vị thượng của tiên nhân tại trong bàn cờ ẩn chứa huyền diệu đào yêu diệp mang cốt cũng đều là tương tự phản ứng cái gì đều không nhìn ra khâu tấn an trong lòng tự nhủ nói nhảm a à, chúng ta ngũ hành tông 10 vạn năm đều không có người thứ hai nhìn thấy lịch sử cái bóng các ngươi còn muốn vừa vào cửa đã nhìn thấy lục dương càng là nhàm chán ngáp một cái hắn mới từ lịch sử cái bóng bên trong thức tỉnh tinh thần mỏi mệt trong lúc nhất thời đều không có phân rõ hắn hiện tại đến tột cùng thân ở chỗ nào. Tại ứng thiên tiên bọn hắn phát hiện bất hủ tiên tử trước đó, Lục Dương quan sát 20 năm thế cuộc, chẳng qua là trải qua bất hủ tiên tử gia tốt cái chủng loại kia. Dù vậy, chuyện này đối với tinh thần gánh vác cũng là to lớn. Chớ đừng nói chi là hắn thông qua thời không thông đạo trực diện thượng cổ bốn tiên, đem cổ kim tương lai sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Khâu Tấn An chú ý tới lục dương động tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều. Tổ sư gia tại lịch sử cái bóng bên trong đám chìm trăm năm, cùng Lục Dương hoàn toàn không đồng dạng. Người ở bên ngoài xem ra, Lục Dương bất quá là cuối thấp đầu, sau đó ngáp một cái, trước sau bất quá hai ba hơi thời gian, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lục Dương gặp được lịch sử cái bóng. Mặc dù là dựa vào bất hủ tiên tử mặt mũi. Qua một khắc đồng hồ, Khâu Tấn An cười tủng tỉm hỏi, xem hết rồi. Quả nhiên cái gì đều không có phát sinh, người trẻ tuổi tới đây chính là đồ cái yêu thích đám người cùng nhau thở dài còn muốn lấy có thể đụng tới tiên duyên dầu gì nhìn hai mắt tiên nhân cũng được kết quả không có cái gì tiên tử ngươi vừa rồi truyền lại tin tức có phải hay không quá ít bất hủ tiên tử liền truyền năm chữ thông đạo liền bởi vì không biết nguyên nhân đóng lại lục dương lo lắng lần này trò chuyện không có đưa đến tác dụng yên tâm đi bốn người bọn họ trí tuệ mặc dù không bằng bản tiên nhưng cũng là trí lực siêu việt thường nhân nhất định có thể đoán ra thứ gì đồ vật lưu lại ám thủ bất quá bản tiên đáng chết vẫn phải chết bọn hắn lưu lại ám thủ hẳn là tác dụng không ở chỗ bản tiên hẳn là cái gì khác có hiệu quả liền tốt mặc dù mình biết rõ rất nhiều thượng cổ bốn tiên lịch sử đen tối dễ dàng bị bọn hắn xử lý kỳ lân tiên còn hố chính mình ăn đất nhưng lục dương vẫn là hy vọng thượng cổ bốn tiên còn sống lý hạo nhiên vẻ mặt hốt hoảng một cái hắn vừa mới nhìn rõ bàn cờ, bỗng nhiên ngủ gật, mông lung ở giữa hắn nhìn thấy trong tiên cảnh có bốn người, đều trưởng quản thông thiên vĩ lực, không thể trực diện bọn hắn. Sau đó hắn tỉnh lại, nháy nháy con mắt. Là nằm mơ. Hắn cố gắng nhớ lại trong mộng sự tình, hồi ức trong mộng tại bí cảnh bốn người là ai, có thể hắn càng nghĩ ký ức càng mơ hồ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Hạo Nhiên nhíu mày, hắn luôn cảm thấy vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không có cái gì phát sinh một đoàn người ly khai tiên cảnh ai cũng không có phát hiện một đạo bóng người ngồi tại đỉnh núi giống như thạch nhân không nhúc nhích bóng người mở mắt ra nhìn thoáng qua đi xa mấy người sau đó phiêu nhiên rơi xuống tiến vào tiên cảnh bóng người phát hiện tiên cảnh cùng dĩ vãng không có khác biệt ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc quái tai là ảo giác làm sao cảm giác vừa rồi có người nhìn thấy lịch sử cái bóng rồi Bóng người lắc đầu, đem chuyện này ném đến sau đầu. Hẳn là ảo giác, tại sao có thể có người tiếp xúc đến lịch sử cái bóng nhưng không có đắm chìm trong đó. Chỉ chớp mắt một tháng trôi qua, lục dương năm người tại ngũ hành tông thu hoạch tương đối khá, bọn hắn căn cứ ngũ hành chỗ đứng, tại ngũ mạch tu hành, chảy vuốt kinh mạch, thu dọn một tháng này sở học. Lục dương tại kim mạch tu hành, từ kim đan hậu kỳ nhất trọng thiên, tăng lên tới kim đan hậu kỳ lưỡng trọng thiên tiểu viên mãn đỉnh phong, Cảnh giới tăng lên rất lớn Bạch Minh đạo hữu Chúng ta trên giang hồ gặp Phi chu bên trên Lục dương bọn người dùng sức khoát tay hô Ngũ hành tông người đều ra tiễn biệt bọn hắn Vấn đạo tông trại chăn nuôi Xưa kia với bắt đầu thanh thiên bên trong Bích lạc không ca Đại phù lê thổ Bất hủ giáo cao tầng gật gù đắc ý Phật âm lan lãng Trải qua gần một tháng Phật Pháp tẩy lễ Bọn hắn đều xưa đâu bằng nay nhất là bất hủ tiên nhân, Phật Pháp ngộ tính tối cao, tiến độ được xưng tụng đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải hắn tận lực thu liễm, thân thể đều muốn bốc lên kim quang. Bố thí chủ Phật duyên thâm hậu, ngày sau chưa chắc không thể bái nhập ta huyền không miếu. Nói gì vậy chứ, đều là tiểu sư phó dạy thật tốt. Bất hủ tiên nhân cùng thích thiền lẫn nhau hành lễ. Đáng tiếc thời gian đã đến, tiểu tăng còn muốn trở về lò mổ, tham ngộ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật chi pháp. Thích thiền rất là tiếc nuối, hắn cùng bất hủ tiên nhân gặp nhau hận muộn, hắn rất nhiều quan điểm đều có thể đạt được bất hủ tiên nhân tán đồng, so tự mình sư phụ khai sáng nhiều. Đây là một vị có đại trí tuệ thí chủ. Bằng kết bạn bố thí chủ, hắn tại vấn đạo tông liền chuyến đi này không tệ. Tiểu ngũ ba con nữ quỷ tại Phật Pháp hung đúc dưới, thuận lợi tiến giai đến Kim Đan Kỳ. Đây cũng là chuyện đương nhiên, coi như bất hủ giáo cao tầng bị luyện hóa thành ma cọp vồ, không cho tiếp xúc tài nguyên tu luyện, nhưng bọn hắn tùy ý chỉ điểm vài câu, liền có thể để tiểu ngũ ba quỷ đối tu luyện có nghiêng trời lệch đất nhận biết, căn bản không cần đến tài nguyên tu luyện. Lại thêm thích thiền nói rõ lý lẽ truyền pháp, trợ các nàng linh hồn thoát biến, trở thành kim đan kỳ nước chảy thành sông. Vấn đạo tông đệ tử đều cảm thấy tháng gần nhất, sâu nướng hương vị tốt hơn rồi. Giết súc vật, không thể tránh khỏi sẽ đem súc vật oán khí đưa đến trong thịt, chân hỏa dĩ nhiên có thể xua đuổi oán khí, nhưng hiệu quả cùng Phật pháp so sánh vẫn là kém hơn một chút giáo chủ Kim phó giáo chủ tại giết súc vật lúc đều sẽ niệm tụng Phật pháp hóa giải oán khí bất hủ tiên nhân phát hiện sau chuyện này vui mừng quá đổi đó là cái phương pháp tốt a có cơ hội tìm nhị đương gia nói một chút nhìn xem có thể hay không đem cái này phương pháp mở rộng đến tất cả quán đồ nướng đây là tích cực cải tạo lao động chứng minh thích thiền sư đệ có cơ hội lại đến Ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, ta nhất định thỏa mãn. Đái bất phàm tự mình tiễn biệt thích thiền. Hắn biết được sư phụ còn sống, nhận định là chính mình thiện hạnh cách không cảm động giới sát đại sư, lúc này mới bảo trụ sư phụ một cái mạng. Thích thiền thật là có một sự kiện cần hỗ trợ. Đái sư huynh có thể hay không mượn tiểu tăng điểm vòng vèo. Ngàn mây thối qua, đại trưởng lão nhìn xem càng ngày càng gần vấn đạo tông, nhẹ nhàng thở ra rối cục an toàn trở về vấn đạo tông. Mặc dù nói từ bị Huyền Không miếu bắt lấy, đến an toàn trở về vấn đạo tông quá trình có chút quanh co, nhưng bất kế nói thế nào, có thể trở về chính là chuyện tốt. Ta cảm thấy thích thiền sư đệ ngươi khả năng không cần vòng vèo. A. À, vì cái gì? Thích thiền trong lòng tự nhủ đái sư huynh nhìn rất hiền lành một người, liền nhẫn tâm để cho mình đi trở về đi. Sư môn của ngươi tới. Đái bất phàm mặt không biểu lộ ánh mắt vượt qua thích thiền, nhìn thấy nơi xa đi tới một đám hòa thượng. Thích thiền quay đầu nhìn lại, chính là tự mình sư phụ sư bá sư huynh, Phật quan phố chiếu, vô cùng chướng mắt, dám tự sư bá giới sân trong tay mang theo một người. Huyền không miếu người tu vi cao thâm, một bước trăm mét, trong chớp mắt liền đến đến vấn đạo Tông Sơn Môn. Giới sân sư bá, sao ngươi lại tới đây? Thích thiền kinh ngạc, không nghe nói tin tức nói sư môn muốn tới tiếp chính mình tự mình sư phụ giới sát ở chỗ này, nhưng cân nhất đến sư phụ đã hồi lâu không thế nói chuyện, hỏi cũng hỏi không được, không bằng hỏi sư bá. Ngày di một thiện, đến đây phóng sinh. Giới sân đại sư xô đấy một cái trong tay người, đem hắn ngoan ngoãn trở về vấn đạo tông. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Đái bất phàm sắc mặt cổ quái nhìn xem bị huyền không miếu thả lại tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão khoát khoát tay, ra hiệu đái bất phàm không cần lo lắng chính mình là tông môn cao tăng ở giữa giao lưu, có thể có chuyện gì? Đái bất phàm. Giới sân đại sư vẫy tay, đế thích thiền tới. Đa tạ mang sư điệt một tháng này chiếu cố. Giới sân đại sư gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sư bá khách khí. Đái bất phàm đáp lễ. Huyền không miếu người tiếp thích thiền trở về, trên đường, thích thiền từ đầu đến cuối cuối đầu, rất là thất lạc. Nhìn dạng này chính mình là không thể tiếp tục đi lò mổ làm việc thích thiền, tại vấn đạo tông thu hoạch như thế nào? Giới sân đại sư hiền lành hỏi, giới sân tức giới giận, hắn từ trước đến nay đều là một bộ bộ dáng cười mị mị. Thu hoạch tương đối khá a, à, vấn đạo tông khắp nơi là cao nhân, ta đụng phải rất nhiều cùng ta lý niệm nhất trí người. Bất quá trọng yếu nhất là vẫn là ta xác định sư phụ nói không sai a, à, bất ngữ đạo nhân đại đô đệ xác thực khó đối phó. Đây là tự nhiên, sư phụ ngươi há có thế lừa ngươi, bất ngữ đạo nhân đại đỡ đệ xác thực khó đối phó đợi lát nữa ngươi nói cái gì giới sân đại sư bỗng nhiên kịp phản ứng không thích hợp ngươi tiểu tử là thế nào biết rõ vân chỉ khó đối phó sư phụ không phải nói bất ngữ đạo nhân đại đệ tử rất lợi hại không thế trêu chọc nha ta cảm thấy trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành liền đi thiên môn phong đưa ra muốn tìm chiến vân chỉ tiền bối khoan hãy nói ta xác thực đánh không lại thích thiền hôi ức cảnh tượng lúc đó thân thể liền ẩn ấn phát đau nhất một trận hoảng sợ vân chỉ tiền bối thật mạnh a à. giới sát đại sư nghe được hảo đồ để làm như vậy phi hành thân thể đều lắc lư một cái kém chút ngã lộn chống vó xuống hắn muốn chửi âm lên nhưng cân nhắc đến chính mình còn tại tu luyện bể khẩu thiền chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ trở về đi lục dương năm người trở về vấn đạo tông vẫn là tự mình người nhiệt tình ngươi nhìn đái sư huynh cùng đại trưởng lão hôn tự tại cửa sơn môn nên đón đại trưởng lão vất vả đái sư huynh vất vả ta tìm đại sư tỷ còn có đi trước lục dương vứt xuống một câu nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt khiến cho đám người không biết làm sao cái này tiểu tử sốt ruột cái gì đây không biết rõ lục dương đương nhiên gấp lần này ngũ hành tông chỉ hành học được bao nhiêu đỡ vật tạm thời bất luận chỉ là biết đến những cái kia thượng cố sự tình muốn xử lý như thế nào, liên cân mời đại sư tỷ định đoạt. Lục Dương trở lại thiên môn phong, đại sư tỷ một chân chạm đất, một cái khác đủ ép tại đối bên cạnh trên đùi, lệch ngồi xếp bằng ngồi, hai tay làm nhặt hoa hình, nắm vuốt hai hạt kim đan, khí tức kéo dài, phản phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, tồn tại cảm rất thấp. Lục Dương còn chưa nói chuyện, đại sư tỷ liền chậm rãi mở ra hai con ngươi hỏi, tiểu sư đệ, vội vã tìm ta cần làm chuyện gì? Đang khi nói chuyện, nàng kết thúc công việc đứng dậy, đầu ngón tay nắm vuốt kim đan hướng trên trời bản ra, hai hạt kim đan liền hóa thành lưu tỉnh, treo ở trên bầu trời. Lục Dương nhìn trận mắt hốc mồm. Gặp Lục Dương giật mình, đại sư tỷ thuận miệng giải thích nói, một tháng trước, có người đến đây khiêu chiến ta, hy vọng ta đem cảnh giới ép đến kim đan hậu kỳ, ta đáp ứng điều kiện của hắn, từ trên trí. Lấy xuống hai hạt kim đan, tạm thời áp chế cảnh giới, sau đó ta nghĩ đến khó được có cái này cơ hội không bằng ngưng luyện một phen hiện tại mới cô động hoàn thành để hai hạt kim đang trở lại nguyên bản vị trí bên trôi lục dương khóe mắt có chút run rẩy trong lòng tự nhủ ngài còn không bằng không giải thích người tấm thẻ gỗ này từ đâu mà đến đại sư tỷ mắt mắt ngón trỏ treo ở lục dương cố kiến một mảnh vỡ bay lên mang theo lục dương cùng đi đến đại sư tỷ trước mặt đại sư tỷ nắm vuốt kiến một mảnh vỡ tĩnh tế tường tận xem xét Lục Dương chưa hề cùng đại sư tỷ gần như thế qua, không hiểu hoảng hốt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đại sư tỷ hô hấp. Ân một một bộ phận. Đại sư tỷ nhíu mây, buông tay buông tha Lục Dương, cái này đồ vật mười phần trân quý, Lục Dương là từ đâu đạt được. Đây chính là ta muốn nói, đây là kiến một một bộ phận, là thượng quan tỷ tỷ cho ta. Kiến một một bộ phận. Tuế Nguyệt Tiên. Đại sư tỷ hơi kinh ngạc, nguyên lai thượng quan trong tay tiền bối có tuế nguyệt tiên manh mối hay là nói lên quan tiền bối cũng không biết rõ đây là kiến một chỉ biết rõ cái này đồ vật rất trân quý sớm cùng lục dương giao hảo kết cái thiện duyên vẫn là để bản tiên tới nói bất hủ tiên tử ngoi đầu lên nàng biết đến nhiều nhất bản tiên cùng lục dương cùng đi ngủ hành tông một mạch thời điểm phát hiện một mạch sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực tràn đầy kinh người bản tiên lại vừa ý quan nha đầu cho lục dương hộ thân phù liền dùng tiên thức quét nhìn toàn bộ một mạch, sau đó phát hiện cái này. Bất hủ tiên tử tiên thức khẽ động, trở lại như cũ tại một mạch phía dưới chôn dấu tuế nguyệt. Đây là tuế nguyệt tiên thi thế. Vân chỉ đôi mắt có chút trừng lớn, không ngờ tới tin tức này, nàng bái phóng qua ngũ hành tông, chỉ bất quá theo lễ phép, không dùng thần thức quét lướt qua một mạch phía dưới có cái gì đồ vật. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngũ hành tông phía dưới thế mà chôn lấy một bộ tiên thi tuế nguyệt tiên vẫn lạc không đúng chỉ bản một bộ tiên thi còn không cách nào làm ra phần định tiền bối có một việc ta hướng ngươi xác nhận một cái ta nhìn cổ tịch đã nói niên thú là tuế nguyệt tiên thân thuộc việc này coi là thật sao đúng vậy niên thú là tuế nguyệt tiên dùng tuế nguyệt đạo quả bồi dưỡng ra được yêu thú vậy liền không sai mỗi khi gặp ăn tết thời điểm niên thú sinh động sau đó niên thú biến mất không thấy gì nữa ta có một lần xuất thủ nghĩ biết rõ niên thú di hướng nơi nào nhưng này một lần xuất thủ lực đạo quá lớn kinh đến niên thú từ đó về sau niên thú nhìn thấy ta liền chạy Phạm nhân thọ nguyên không hơn trăm năm trân quý thời gian một năm qua một lần năm đối với có dài dằng dặc thọ nguyên tu sĩ mà nói một năm bất quá trong nháy mắt tu tiên giới thói quen là mười năm qua một lần năm niên thú cũng là mười năm xuất hiện một lần bất hủ tiên tử phục sinh về sau còn không có gặp phải tu tiên giới ăn tết Ta có thể xác nhận là mỗi lần ăn Tết, miên thú đều là từ phương Đông mà đến, trở lại phương Tây đi, liền hoài nghĩ tuế nguyệt tiên manh mỗi ngày tại Đông Hải hoặc là Phật Quốc, này mới khiến nhị sư đệ di thêm phương Tây di lại. Nguyên lai nhị sư huynh tại Phật Quốc hành tẩu còn có phương diện này nguyên nhân. Lục Dương đang nghe chuyện trên TV audio CV ăn nhiều giật mình, hắn còn tưởng rằng là nhị sư huynh không có mắt, chọc phải đại sư tỷ, bị đại sư tỷ lưu vong phương Tây ba vạn dặm, nhị sư huynh chỉ có thể ở Phật quốc ăn sinh mà sống, lưu lạc đầu đường, tại trong chùa miếu giả mạo tượng Phật, thời gian qua căng thẳng, phi thường đáng thương. Nghĩ không ra là mình cả nghĩ quá rồi. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, hắn không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, ngược lại là bị Phật quốc trục xuất về nước nhiều lần, chỉ có thể mỗi lần lén qua đi qua. Đại sư tỷ tiết núi lắc đầu, một vị trưởng quản thời gian tiên nhân, tìm kiếm liên quan tới hắn manh mối thực sự rất khó khăn có lẽ mình có thể bái phỏng ngũ hành tông, cẩn thận quan sát kiến một. Đã kiến một trùng hoạch sinh cơ, nếu như Tuế Nguyệt Tiên còn sống, hắn có khả năng một lần nữa vào ở kiến một thân sao. Bất hủ tiên tử gật gật đầu, có khả năng này, dù sao tiên thân khó mà đúc lại, có thể sử dụng lúc đầu thân thể liền dùng lúc đầu thân thể. Còn có một việc, bản tiên tại ngũ hành tông trong tiên cảnh gặp ứng thiên tiên bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, tiền bối nói rõ chi tiết nói đại sư tỷ trận địa sẵn sàng đón quân địch làm sao lục dương cùng tiền bối đi một chuyến ngũ hành tông thu hoạch nhiều như vậy bất hủ tiên tử nói rõ chi tiết tại tiên cảnh kiến thức cường điệu giảng thuật tuế nguyệt tiên mở ra thời không thông đạo cùng nàng đối thoại trải qua đương nhiên ứng thiên tiên cùng kỳ lân tiên hạ cờ ca rô là vì không muốn ăn cơm chuyện này nàng là không biết đến vân chi lông mày cau lại ta tiến vào tiên cảnh thời điểm liền chưa từng xuất hiện lịch sử cái bóng nghĩ không ra tiên nhân thế cuộc bên trong ẩn chứa đại sự như thế. Lục Dương buồn bực, dựa theo bất hủ tiên tử thuyết pháp, có thể tại thế cuộc bên trong ngộ ra đồ vật người, đều sẽ nhìn thấy lịch sử cái bóng, đại sư tỷ làm sao lại không nhìn thấy. Bất hủ tiên tử liếc mắt, cảm thấy Lục Dương không có mình thật không được, quá đần, ứng thiên tiên để người hậu thế nhìn thấy lịch sử cái bóng là vì bức cách, vân nha đầu thế nhưng là cùng bản tiên một cái trình độ, để nàng nhìn thấy lịch sử cái bóng có làm được cái gì lục dương nghĩ cũng phải cho dù đại sư tỉ ngộ ra cái gì cũng sẽ không đối ứng thiên tiên thủ đoạn quá mức kinh ngạc so sánh ứng thiên tiên trong thượng cổ ngũ tiên là túi không loại tồn tại làm việc cân nhắc như thế chu đáo ngươi đang nói cái gì mê sản túi không đương nhiên là bản tiên ứng thiên tiên bọn hắn còn có thể thông minh qua bản tiên hay sao nếu là bọn hắn cùng bản tiên đồng dạng thông minh liền sẽ nghĩ đến bốn người liên thủ trọng đạo đem bản tiên xử lý tương lai lại phục sinh bản tiên chẳng phải sự tình gì cũng không có. Lục Dương chấm chấm. Không thể không nói, đó là cái phương pháp, chỉ bất quá phương pháp này không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng tiên tử ngươi sẽ nói bốn tiên đem trò chuyện sự tình đã nói với đi ngươi, đi qua ngươi tại chỗ tự sát phòng ngừa bị giết. kia là số hai phương án. Bất hủ tiên tử làm việc nghiêm cẩn chu đáo, sẽ không chỉ muốn một loại phương pháp Vân Chi giống như là không có nghe được bất hủ nhất mạch nội bộ đàm luận, phân tích nói, tiên tử ngươi bị người ám sát là sự thật, mặt khác bốn tiên từ ngươi nơi này biết được ngươi sẽ bị giết, khẳng định chuẩn bị gì, nếu là chuẩn bị không ở trên thân thể ngươi, đó chính là tại chính bọn hắn trên thân, chuẩn bị có thể bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Nói như vậy, thượng cổ bốn tiên khả năng còn sống, tuế nguyệt tiên cũng không ngoại lệ, bọn hắn giấu ở lịch sử phía sau, chưa từng xuất thủ, là trạng thái rất tồi tệ, vẫn là nói có khác nguyên nhân từ hai người các ngươi không cách nào tại lịch sử cái bóng nghe được đến liên quan tới tiền bối tin tức cùng thời không thông đạo bị đánh gãy đến xem có mặt khác lực lượng ngăn trở đây hết thảy tuế nguyệt đạo quả dầu gì cũng không về phần chỉ truyền đưa năm chữ mà lại chính tuế nguyệt tiên cũng đã nói có cái gì đồ vật đang quấy rầy xem ra là có một loại lực lượng sửa đổi lịch sử để người hậu thế không cách nào từ trong lịch sử thu hoạch tiền bối tin tức Tiên nhân thực đơn ký tên từ bất hủ tiên tử, đổi tên là ứng thiên tiên, thượng cổ tiên nhân lúc nói chuyện đem bất hủ tiên tử thay thế thành tuế nguyệt tiên, các loại, đều là đã chứng minh điểm này. Xem ra cổ tịch tin tức phía trên không thể tin hoàn toàn, có chút địa phương thị tu sửa đổi. Có thể làm được điểm này, đại khái là nhân quả đạo quả, vận mệnh đạo quả, ý thức đạo quả, ngôn xuất pháp tùy đạo quả một loại đạo quả. Đại sư tỷ tự lẩm bẩm, ngẩng đầu cùng lục dương liếc nhau một cái nghĩ đến lục dương còn nhỏ không nên tiếp xúc quá nhiều những này đồ vật liền không nói gì thêm lục dương trong lòng tự nhủ đại sư tỷ ngài có thể hay không hoặc là không nói hoặc là nói xong nói đến một nửa không nói tính chuyện gì xảy ra trong này hắn chỉ biết rõ nhân quả đạo quả cụ thể năng lực có thể căn cứ hai đời quốc sư suy luận ra một hai nhân quả đạo quả có thể làm được mang thiên quá hải liền tiên nhân đều sẽ không nhớ kỹ chính mình có thể giết chết tiên nhân chỉ có tiên nhân đại sư tỷ có ý tứ là thượng cổ có vị thứ sáu tiên nhân tiên nhân trưởng cầm là nhân quả đạo quả dùng nhân quả đạo quả tiêu trừ tự thân tồn tại cảm giác mặt khác ba loại đạo quả khẳng định cũng có tương tự hiệu quả nếu như thật sự có vị thứ sáu tiên nhân bất hủ tiên tử rất mạnh vị thứ sáu tiên nhân đạo quả khẳng định 10 phần khắc chế bất hủ tiên tử lục dương vụng trộm xin giúp đỡ bất hủ tiên tử Bất Hủ tiên tử khẳng định biết rõ những này đạo quả tác dụng. Hắn không biết đến là, hắn dùng ánh mắt nhìn về phía Bất Hủ tiên tử đồng thời, đại sư tỷ cũng dùng ánh mắt cảnh cáo Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử cũng cảm thấy Lục Dương không nên biết rõ nhiều như vậy đồ vật, kiên quyết không giải thích những này đạo quả có thể làm gì. Nói đến phía sau màn hắc thủ giết tiên tử động cơ lại là cái gì? Đây là Lục Dương vẫn nghĩ không thông địa phương, giả thiết đối phương nắm giữ lấy nhân quả đạo quả có thể bất hủ tiên tử không tranh quyền thế, lại cùng thượng cổ bốn tiên quan hệ mật thiết, giết bất hủ tiên tử tất nhiên sẽ chọc tới thượng cổ bốn tiên, có lý do gì để hắn treo chọc bốc lên nguy hiểm tính mạng treo chọc đại địch. Động cơ Lý do Động cơ Lý do Nhất định là có, liên quan tới hắn tự thân lợi ích lý do. Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trong con ngươi lộ ra hưng phấn, có khả năng hay không là thôn phệ loại hình đạo quả thông vệ đạo quả càng nhiều, lực lượng càng cường đại. Tạm thời trước tiên đem cái này đạo quả mệnh danh là thôn vệ đạo quả. Nếu như thượng cổ không phải năm tiên, mà là bảy tiên, cái thứ sáu tiên nhân là nhân quả đạo quả, cái thứ bảy tiên nhân là thôn vệ đạo quả, cái thứ bảy tiên nhân thôn vệ cái thứ sáu tiên nhân, thu được nhân quả đạo quả năng lực, che giấu tự thân tồn tại. Cái thứ bảy tiên nhân vì mạnh lên, để mắt tới bất hủ tiên tử, âm thầm xuất thủ, ý đồ thôn vệ bất hủ đạo quả, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, chỉ bất quá xảy ra chút đường rẻ, tỉ như thượng cổ bốn tiên kịp thời đuổi tới, dẫn đến cái thứ bảy tiên nhân không có thôn vệ thành công. Cái này cũng liền giải thích bất hủ giáo vì sao tồn tại, hắn thành lập bất hủ giáo, muốn thôn vệ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Hết thảy đều thuyết phục. Bất hủ tiên tử cũng hưng phấn vỗ lục dương bả vai, cảm giác đây chính là chân tướng, nói có đạo lý A. Vân Chi đánh gãy hai người đối thoại, đi tiểu sư đệ, chuyện này ngươi không muốn tham dự quá nhiều, quá nguy hiểm, ngươi bây giờ muốn làm, là thành thành thật thật tu luyện. Nhà Cự ly lục dương từ ngũ hành tông trở về đã qua ba tháng, một ngày này, đại sư tỷ thu được một phong vạn lý truyền thư, sửng sốt một cái. Nàng trong động phủ suy tư một lát, khe khẽ thở dài. Xem ra là muốn để tiểu sư đệ đi một chuyến. Lúc này lục dương đi vào tu luyện thời khắc mấu chốt. Hắn trương miệng rộng, thông vệ linh lực, tráng xuất mồ hôi, hóa thành hơi nước, lên đỉnh đầu tụ tập, phản phất đỉnh đầu tường vân. Hô, cuối cùng từ Kim Đan thất trọng thiên tu luyện tới Kim Đan bát trọng thiên. Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy đại sư tỷ liền đứng tại trước mặt, mặt không thay đổi hỏi. Kim Đan kỳ khi nào chia làm thất trọng thiên hòa bát trọng thiên rồi? Lục Dương quả quyết bàn giao ra phía sau màn hắc thủ, là tiên tử nói, nàng nói tu luyện tầng cấp phân chia càng cẩn thận, tu luyện sức mạnh càng đủ mỗi một bước đều có cảm giác thành công. Ui uy uy uy, ngươi cái này bán bản tiên rồi. Bất hủ tiên tử bất mãn từ lục dương trong thân thể chạy đến, nàng mặc một thân áo ngũ màu hồng, vừa tỉnh lại chỉ nghe thấy lục dương nói mình nói xấu. này làm sao có thể gọi ra bán? đây chẳng qua là đại sư tỷ tại đặt câu hỏi, ta thành thật trả lời. đây chính là bán. đây không phải là bán. đại sư tỷ cảm thấy để cho hai người tiếp tục thảo luận tiếp hôm nay chuyện gì cũng đừng nghĩ làm. Nàng móc ra một phong thư, phong thư trên chữ xinh đẹp đáng yêu, viết vân chi sư tỷ thân khải. Đây là Người tam sư tỷ cam điềm từ yêu vực truyền đến thư, nói là tại yêu vực gặp được một chút cùng thượng cổ có liên quan đồ vật, muốn cho ta tìm quen thuộc thượng cổ học giả, cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, hoặc là giúp nàng giải đáp vấn đề. Đây cũng không phải là phổ thông thư, mà là một loại pháp bảo, chia làm tử mẫu hai loại kiểu dáng, đại sư tỷ có là cái khí tam sư tỷ có là tử khí tam sư tỷ tại trên thư viết chữ cùng giải quyết bước đến đại sư tỷ nơi này ta càng nghĩ đối tượng của lịch sử hiểu được nhiều nhất chính là ngươi ngươi nếu là gần nhất thông thả có thể đi một chuyến yêu vực lục dương nghĩ nghĩ hắn đột phá đến tám trọng thiên cảnh giới cự cử ly cửu trọng thiên còn có một mảng lớn đều ở tông môn không tu luyện được quá tốt không bằng ra ngoài đi dạo đi gặp lục dương đáp ứng sảng khoái như vậy đại sư tỷ phản phất trên người lục dương thấy được sư phụ cái bóng nàng nhắc nhở ngươi tại trung ương đại lục cùng yêu tộc chỗ giao giới có lẽ sẽ có phát hiện mới ngươi nhìn thấy tam sư muội về sau có thể hỏi thăm nàng người mặc màu xám tơ lụa tu sĩ rơi xuống hai tay thăm dò tại trong tay áo trên mặt mang như có như không mỉm cười một bộ bộ dáng cười mị mị khóe mắt tiểu nhân cơ hồ nhìn không thấy con mắt dừng bước người đến người nào trong coi sơn môn vấn đạo tông đệ tử đưa tay, ngăn cản màu xám tơ lụa tu sĩ đi vào, cảnh giác nhìn xem đối phương. Màu xám tơ lụa tu sĩ sớm có đoán trước, từ trong tay áo lục lọi ra một phong thư kiện, đưa cho hai người. Làm phiền hai vị, tại Hạ Mạnh gia tổng quản Hứa Du, đến đây thăm hỏi nhà ta đại thiếu gia, còn xin tạo thuận lợi. Vấn đạo tông đệ tử mở ra phong thư, đây là Mạnh gia mở ra thư giới thiệu, chứng minh Hứa Du thân phận, cái này đồ vật không ai dám làm giả từ trước đến nay chỉ có mạnh gia lừa gạt người khác phần nào có người khác giả mạo mạnh gia phần đây là không muốn tại trung ương đại lục ở lại nguyên lai là cho phép tiền bối không biết cho phép tiền bối tìm mạnh sư đệ có chuyện gì vấn đạo tông trên dưới đều biết rõ mạnh cảnh chu là mạnh gia đại thiếu gia chỉ bất quá không có người nào nhấc lên mà thôi hứa du thở dài nụ cười trên mặt không còn còn có thể có chuyện gì đơn giản là khuyên một chút đại thiếu gia hồi tâm chuyển ý phụ mẫu nghĩ hắn để cho ta khuyên hắn về một chuyến nhà. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra hai cái nhẫn trữ vật, đập vào hai tên Vấn Đạo Tông đệ tử trong tay. Cái này trời lạnh đất cứng, chắc hẳn hai vị canh giữ ở sơn môn cũng không dễ dàng, trong nhẫn chứa đồ có một ít không đáng tiền đồ chơi nhỏ, còn xin tạo thuận lợi để cho ta đi vào. Vấn Đạo Tông đệ tử liên tục nói không muốn. Cái này có thể tuyệt đối không được, tông môn mệnh lệnh cấm chỉ thu hối lộ, một khi tra ra, ra nhất định là nghiêm trị hai vị cầm đi việc này ngươi biết ta biết ngươi ta ba người đều không nói lại có ai có thể biết được hai tên vấn đạo tông đệ tử gặp từ chối không được rơi chỉ có thể nhận lấy phụ mẫu muốn gặp nhi tử cũng là nhân chi thường tình cho phép tiền bối mời đến vấn đạo tông đệ tử đem thư kiện điệp tốt nhét vào phong thư còn cho hứa du tránh ra đạo lộ tiến vào vấn đạo tông hứa du thu hồi ưu sầu thở dài biểu lộ trên mặt lại phủ lên mỉm cười thân thiện hà linh lộ ra đầu nổi lên mặt nước hứa du gật đầu hướng hà linh hành lễ một mực chờ đến hà linh trở lại trong nước lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước hắn đã sớm nghe ngóng tốt đại thiếu gia ngay tại luyện thể phong trong động phủ động phủ cửa ra vào lão mã ngay tại ăn cỏ rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn hướng lão mã lên tiếng chào lão mã đánh cái mũi vang xem như đáp lại nói cho hắn biết mạnh cảnh chu liền tại bên trong. Hứa du nhẹ chụp cửa đá, nhẹ chụp ba tiếng, yên lặng chờ ba mươi giây, thấy không có động tĩnh, lại nhẹ chụp ba tiếng. Làm hắn chuẩn bị tiếp tục bóp lúc, mạnh cảnh chu không nhịn được đẩy ra cửa đá, ai vậy, ta lại không bế quan, muốn tìm ta trực tiếp tiến đến không phải tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn đến hứa du gương mặt kia, không ngờ rằng là hắn gõ cửa, cảnh giác nói, hứa quản gia, sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia, chúng ta có thể hay không đi vào trò chuyện có mấy lời không tiện ở bên ngoài nói mạnh cảnh chu chỉ có thể đem hứa quản gia mời đến đi tiến vào động phủ hứa quản gia tìm tới cỏ đệm ngồi xuống nói rõ ý đồ đến lão gia nhìn ngươi hai năm không có trở về muốn cho ngươi trở về một chuyến hắn nói hắn rất nhớ ngươi không có khả năng mạnh cảnh chu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn trước đây rời nhà trốn đi lúc là bực nào kiên cường vừa mới qua đi hai năm sao có thể trở về Lão gia nói ngươi làm chuyện sai lầm hắn đều biết rõ, đã tha thứ ngươi. Mạnh cảnh chu hồ nghi nhìn xem hứa du bộ kia bộ dáng cười mị mị, ý đồ lời từ hắn bên trong phân biệt thật giả. Thật. Thật. Mạnh cảnh chu mừng rỡ, cố ý an bài cha ta cùng ta tiểu cửu tại thanh lâu vung tiền như rác tranh đoạt hoa khôi, cuối cùng xung đột tăng lên song phương gỡ ra rèm xấu hổ gặp mặt sự tình, cha ta biết rõ về sau tha thứ ta rồi. Ta đánh lý thượng thư tiểu tôn tử, cung thượng thư tiểu nhi tử còn có tiểu hoàng tử sự tình vốn cho rằng làm chu đáo chặt chẽ nghĩ không ra vẫn là bị cha ta biết rõ hắn tha thứ ta rồi cha ta nghĩ nạp thiếp ta đem chuyện này nói cho mẹ ta ông ngoại bên kia sờ soạn đem cha ta đánh một trận sự tình cha ta đây là ra được là ta làm cũng tha thứ ta rồi còn có hứa du càng nghe càng kinh hãi tới thời điểm lão gia chỉ nói trong đó hai ba chuyện chuyện còn lại cũng không có nói Hắn ho khang hai tiếng, kiên trì nói ra, đại thiếu gia kỳ thật ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy về nhà, lão gia gần đây bận việc tại chính vụ, cũng chưa chắc có thời gian gặp ngươi, ngươi tùy ý trở về liền tốt. Ta lần này đến đây, chủ yếu là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Hứa du cười tủm tỉm nói, thanh âm trầm thấp mà âm lãnh, nghe nói ngươi cùng lục dương lục thiên kêu quan hệ rất gần, lão gia nói kẻ này thiên phú đến, ngày sau tất thành đại khí, có lẽ có thể là ta mạnh gia sở dụng. Lục Dương đi vào mạnh cảnh chu động phủ, còn chưa gõ cửa, chỉ nghe thấy mạnh cảnh chu cùng người nào ở bên trong nói chuyện. Không có khả năng, ta mạnh cảnh chu là ai, há có thể để cho ta huynh đệ hãm sâu trong nước lửa. Đây là lão gia ý tứ, muốn khống chế Lục Dương, chỉ có thể làm như thế. Trở về nói cho cha ta, đây không có khả năng, để hắn chết cái ý niệm này đi. Ngươi chớ cùng ta sách cha ta, có bản lĩnh để hắn đến vấn đạo tông ta để cho ta sư phụ đánh hắn đại thiếu gia ai hứa du gặp thuyết phục mạnh cảnh chu không có kết quả chỉ có thể từ bỏ hắn nhìn thấy lục dương đứng ở ngoài cửa sửng sốt một cái hắn đã sớm gặp qua lục dương chân dung lục dương cũng có chút xấu hổ mặc dù nói hai người đang thảo luận cùng mình có liên quan chủ đề có vẻ như còn không phải đối với mình không tốt lắm chủ đề nhưng trực tiếp chạm mặt tóm lại là lúng túng Hai người gật đầu lẫn nhau đi qua, đều không nói gì. Vừa tiến vào động phủ, Lục Dương liền thấy nổi giận đùng đùng Mạnh Cảnh Chu. Quá phận, ngươi xem một chút cha ta đều đang nghĩ cái gì oai môn tà đạo. Mạnh Cảnh Chu hướng Lục Dương phàn nàn, hắn bình thường luôn muốn hố Lục Dương, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối đứng tại Lục Dương bên này. Lục Dương rất là cảm động, thật sự là hảo huynh đệ a, à, hắn giả bộ không có tại cửa ra vào nghe lén, hỏi, vừa rồi kia là Hứa Du, nghe nói trước kia là cha ta thư đồng, hiện tại lên tới tổng quản. Hắn tới khuyên ngươi về nhà. Ngay từ đầu khuyên tới, nói hai câu liền không khuyên giải, nói lần này tìm ta có chuyện quan trọng. Là cái gì? Cha ta muốn đem muội muội ta cho phép cho ngươi, ta giúp ngươi từ chối đi. Lục Dương, chấm chấm. Thật sự là ta hảo huynh đệ. Ta nhớ được muội muội của ngươi vẫn chưa tới tu luyện niên kỷ a. Đính hôn thôi đại gia tộc chẳng phải ưa thích làm trò này. Ta khi còn bé không phải cũng có một đám người đến tới cửa cầu hôn. Đều không khác mấy quá trình. Đoán chừng là ta cho ta muội viết thư bị cha ta đoạn đến, hắn nhìn ta ở trong thư khen ngươi âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạc, ẩn ẩn có siêu việt tông chủ chi phong phạm, hắn nhìn ngươi là nhân tài, muốn cho ngươi làm con rể hắn. Hứa quản gia còn truyền lời, nói dù sao sư phụ ngươi là bất ngữ đạo nhân, tìm không thấy lão bà, không bằng ở rễ chúng ta mạnh gia. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tam sư tỷ gửi thư, nói muốn để cho ta đi một chuyến yêu vực, ta chuẩn bị đi một chuyến, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Cái nào tam sư tỷ? Tam sư tỷ Cam Điềm a. Cái này ai? Lục Dương lúc này mới nhớ tới, tam sư tỷ Cam Điềm thật lâu chưa có trở về qua tông môn, lại nàng làm người điệu thấp, tại tông môn lưu truyền sự tích không nhiều. Sư phụ ta có bốn cái đồ đệ Ngoại trừ đại sư tỷ Ta mặt trên còn có hai người Theo thứ tự là nhị sư huynh Diệp Tử Kim Tam sư tỷ Cam Điềm Bọn hắn một cái tại Kim Sắc Phật Quốc Một cái tại Phương Nam Yêu Vực Mạnh cảnh chu bừng tỉnh đại ngộ Đưa ngón trỏ ra lắc lư Ngươi nhị sư huynh ta biết Chính là cái kia kết nguyên anh nguyên anh chạy Chính mình còn chính đánh không lại nguyên anh cái kia Hy vọng ngươi nhìn thấy nhị sư huynh Thời điểm cũng có thể nói như vậy Hứa Du cũng không có đi bao xa, hắn ngồi tại lão mã bên cạnh, móc ra hai cái hồ lô rượu, một cái cho mình, một cái nhét vào lão mã miệng bên trong. Hắn trước cho mình rót nửa hồ lô, lại nói ra, Mã Huynh, có hai năm không thấy, tại vấn đạo tông qua thế nào. Nói thật, ta là thật hâm mộ ngươi có thể đi theo đại thiếu gia bên cạnh, nhiều thanh nhàn A, đại ca kia toàn gia ngươi cũng biết rõ, làm ầm ý cực kỳ, quản lý mạnh gia trên dưới có thể mệt chết ta. Cái này không ta vừa nghe nói đại ca nghĩ nhi tử, xung phong nhận việc đến vấn đạo tông, đừng quản đại thiếu gia có trở về hay không, ta tốt xấu có thể nghỉ mấy ngày. Lão mã phủi hứa du một chút, ngửa đầu cắn hồ lô rượu, cũng rót nửa hồ lô rượu, sau đó há mồm, hồ lô rượu lơ lửng giữa không trung. Thật sự cho rằng đi theo đại thiếu gia nhẹ nhõm. Lão mã trong lòng tự nhủ người làm quản gia tính là gì, có ta vất vả. Ta lôi kéo đại thiếu gia đến vấn đạo tông, còn không có tiếng vấn đạo tông môn đại thiếu gia liền đem vân chi kêu lên xe còn hỏi vân chi có phải hay không cũng tới tham gia khảo nghiệm trong tay hắn có khảo thí thật đề nó lôi kéo vân chi kia là nơm nớp lo sợ a à. đại thiếu gia cùng lục dương ra ngoài làm nhiệm vụ hai người lần thứ nhất hợp tác liền đánh vào bất hủ giáo trở thành bất hủ giáo đà chủ thật vất vả nói có thể trở về tông môn lục dương còn tốt có chết hay không kêu lên bất hủ tiên tử tên thật nó trơ mắt nhìn xem một tên thượng của tiên nhân hiện thế, kém chút không có hù chết. Về sau nó lại lôi kéo đại thiếu gia đi Thanh Châu tham gia thịnh điển, thịnh điển lái đến một nửa, toát ra hai cái đại ngu hợp thể kỳ, một cái đại ngu độ kiếp kỳ, may mắn vân chi xuất thủ. Lại về sau nó đi vào Hoang Châu, cốt gia hỏa, ba cái độ kiếp kỳ, trong đó một cái vẫn là đại ngu hoàng đế, ba người này linh hồn vẫn là nó kéo trở về. Cái này chuyện nào là nó một giới yêu vương có thể bao lại? đem mạnh gia lão tổ tông chuyển tới không sai biệt lắm, để hắn kéo xe, lão tử không kéo. Ngươi nếu là cảm thấy ta nhẹ nhõm, hai ta có thể thay đổi. Vừa vặn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là cao giai tu sĩ, đừng tưởng rằng hai ta là hợp thể kỳ thì ngon, ngươi không đổ kiếp kỳ cất bước đều không có ý tứ đi theo đại thiếu gia đi ra ngoài. Nhìn xem lão mã vỡ ra ngựa miệng, cười không có hảo ý, hứa du tỉnh trụ hơn phân nữa kiên quyết lắc đầu bỗng nhiên lão mã không hiểu hỏi ngươi đến vấn đạo tông thời điểm làm cái gì sao làm sao người ta tìm tới ngươi rồi làm gì hứa du lập tức không có kịp phản ứng chỉ gặp một tên trong coi sơn môn đệ tử cho đại trưởng lão chỉ đường đại trưởng lão chính là hắn hối lộ hai ta đây là hắn cho ta hai nhẫn trữ vật hứa du chấm chấm đại trưởng lão trên mặt mang lên giống như hứa du khuôn mặt tươi cười cười tủng tỉm hỏi hứa lão đệ nói một chút đi, hối lộ đệ tử bản tông, sự tình cũng không nhỏ, ngươi là chuẩn bị để cho ta báo quan bắt ngươi, vẫn là tại ta vấn đạo tông nhốt mấy ngày. Đại trưởng lão làm vấn đạo tông cửu tử lão đại ca, nhiệm vụ đại điện điện chủ, trưởng quản vấn đạo tông hết thảy tình báo, hiện tại hợp thể kỳ hắn đều rõ ràng. Mạnh gia gia chủ, yêu vương lão mã, hứa du, cái này ba người là bái làm huynh đệ chết sống, tuổi trẻ thời điểm vào Nam ra Bắc, quan hệ sắc vô cùng, về sau hứa du làm tới mạnh gia quản gia, lão mã thì khi thì tại mạnh gia, khi thì về Đông Hải quê quán. Tại vấn đạo tông đi. Hứa du rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Đại trưởng lão không nói hai lời, móc ra đã sớm chuẩn bị xong gông xiền, tầm một tiếng cho hứa du mặt lên. Quy, không cần ác như vậy đi. Đại trưởng lão cười lạnh liên tục, đừng cho là ta không biết rõ ngươi nghĩ cái gì, đơn giản là cảm thấy làm quản gia quá mệt mỏi, Người dịp bị bắt cơ hội nghỉ tại ta vấn đạo tông nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thành thành thật thật nói ra ta cũng không phải không thể phối hợp có thể ngươi nhất định phải như thế tính kế không bắt ngươi thì bắt ai theo ta đi nghĩ ở trước mặt hắn tính toán mưu trí không ngoan không có khả năng hứa du tuyệt vọng ngoảnh lại nhìn xem lão mã nhìn thấy lão mã cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ cái này thời điểm mạnh cảnh chu đẩy cửa ra lão mã ta cùng lão lục chuẩn bị đi yêu vực. Lão mã mặt xám như tro, muốn theo hứa du thay đổi vị trí. Lục dương hai người ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định đi yêu vực. Không thể quá gấp, chúng ta muốn trước hiểu rõ một cái yêu vực tình huống. Lục dương biểu hiện tương đối khắc chế, cố gắng đem dương lên khóe miệng vứt xuống đi. Mang cốt ba người bọn hắn muốn hay không đi yêu vực. Mang cốt không được, hắn thượng cổ mang tộc huyết mạch đối với yêu tộc tới nói là kiếm hai lưỡi, đối đẳng cấp thấp yêu tộc, có trấn áp hiệu quả, đối với đẳng cấp cao yêu thú đó chính là kéo cừu hận. Lục Dương đến nay không quên bọn hắn được trúc cơ kỳ tại rừng rậm lịch luyện lúc, mang cốt thượng cổ mang tộc huyết thống thức tỉnh, một đoàn kim đan kỳ yêu thú chen chúc mà tới. Mang cốt dạng này nếu là đến yêu vực, chỉ sợ liền hóa thần kỳ thậm chí cao hơn cấp bậc yêu thú đều có thể dẫn tới một đoàn, bọn hắn không cần làm khác, vào xem lấy đào mệnh là được. A, à, đào mệnh khả năng không chạy nổi yêu thú, vẫn là trực tiếp dùng đại sư tỷ tượng hình quyền đi đào sư muội đang bận tu luyện vũ hóa tiên thể không ra được môn đến mạnh cảnh chu nơi này trước đó lục dương đi qua đào yêu diệp bên kia hắn trông thấy đào yêu diệp bị màu bạch kim long vũ bao khỏa giống như là tại dựng dục một loại nào đó đồ vật ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ không thể quấy nhiễu lý sư đệ sẽ không có chuyện gì có thể đi hỏi một chút hai người tạm thời vứt xuống lão mã không đi quản bị đeo lên gông xiền hứa du, đi vào bách luyện phong tìm tới Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên chính hai tay để trần, lấy xuống tóc giả, lộ ra khối cơ thịt cùng sáng người đầu, vung lên đại chù y, hì hục hì hục không biết rõ đang đánh tạo pháp bảo gì. Luyện chế pháp bảo thanh âm rất lớn, bách luyện phong đệ tử tại luyện khí trước đó đều sẽ bố trí tốt cách âm trận pháp, sẽ không để cho thanh âm truyền ra ngoài, nhao nhao đến đệ tử khác. Hô, rốt cục làm xong. Lý Hạo Nhiên mọc ra một hơi, cầm lấy đại chùy y hạ một khối hình hộp chữ nhật đồ chơi nhỏ. Đây là luyện chế pháp bảo gì? Nghe được Lục Dương Thanh âm, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hai người đến. Hắn vừa rồi đắm chìm trong vung mạnh đại chùy y hoàn cảnh, không có chú ý chung quanh. Người nói cái này a, à, đây không phải là pháp bảo gì, đây là áp suất bánh bao. Đây là cái gì? Bách luyện phong nhà ăn chuyên cung cấp đệ tử bản tông tốt đồ vật, đem bánh bao đại hoàng đan tụ tinh đang loại hình đồ vật áp suất đến cùng một chỗ, bất luận là đường đi mỏi mệt, hoặc là lúc chiến đấu linh lực hao hết, chỉ cần đến trên một ngụm, cam đoan có thể khôi phục thể lực cùng tinh lực. Đặt ở ngực còn có thể làm hộ tâm kính dùng, sau trước đó bánh nướng công năng còn mạnh hơn, có cần phải tới một khối, ta vừa luyện tốt. Hai người liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nói rõ ý đồ đến. Lý Hạo Nhiên lộ ra khó xử thần sắc, đi yêu vực. Cái này chỉ sợ không được, Sư phụ ta nói với ta để cho ta yên ổn tại tông môn tu luyện, không ở trên cảnh giới đuổi kịp các ngươi, không thể ly khai tông môn. Ngươi không đã là kim đan hậu kỳ sao? Có thể ta ba tháng trước mới là kim đan hậu kỳ, các ngươi hai năm tháng trước chính là. Lục Dương hiểu rõ, Lý Hạo Nhiên đang đứng ở kim đan thất trọng thiên, hắn cùng lão mạnh đã là kim đan bát trọng thiên. Đây chính là trên lệch. Các ngươi nếu là đi yêu vực, tốt nhất sớm làm tốt chuẩn bị, tần hạo nhiên từng đi yêu vực trốn nợ tránh thoát một hồi liên đối lấy ta đối yêu vực hiểu khá rõ có một số việc cần thiết phải chú ý tỉ như mạnh sư huynh nhà các ngươi con ngựa kia tốt nhất cũng không cần đưa đến yêu vực đi a à, vì sao lão mã là dị chủng yêu thú a ngươi để yêu thú kéo xe là sợ cùng yêu tộc kết không được thù sao từ vẻ ngoài nhìn lão mã cái tráng có mấy khối long lân rất dễ dàng đem lão mã tính vào dị chủng yêu thú cũng chính là có yêu thú huyết thống nhưng huyết mạch ban tạp súc vật lý hạo nhiên cũng không biết rõ lão mã thân phận bất quá biết rõ hay không cũng không có khác nhau đừng quản lão mã là yêu thú hay là gì chủng yêu thú để lão mã kéo xe cái này cùng mang theo mang cốt đi yêu vực không có khác biệt lớn bất quá các ngươi nếu là cùng lão mã lập trường trái lại hẳn là liền sẽ không kết thù trái lại chính là hai ngươi kéo xe lão mã ngồi trên xe chấm chấm khi chúng ta mang lên lão mã ý nghĩa ở đâu? Yêu thú đều như thế đoàn kết sao? Lục dương âm thầm nhã rảnh, nhân tộc là một chủng tộc, yêu tộc là rất nhiều chủng tộc tập hợp thể, hổ tộc sẽ thấy lão mã kéo xe mà phẫn nộ. Cái này không khỏi quá đoàn kết. Ngay từ đầu yêu tộc cũng không có như thế đoàn kết. Bất hủ tiên tử hiểu rõ trong đó nội tình. Sớm nhất thời điểm yêu thú hoành hành bá đạo, nào có nhân tộc vị trí, hổ tộc, long tộc, ngưu tộc, ngựa tộc các loại, giữa bọn chúng ngăn cách rất lớn, thường xuyên là ngươi chết ta sống chiến đấu. Về sau theo nhân tộc cuộc khởi, bộ lạc thành đàn, đám yêu thú mới cảm nhận được áp lực, chờ đến chúng ta thời đại, thượng cổ ngũ tiên nhân tộc chiếm ba cái, yêu tộc liền một cái kỳ lân tiên, tuế nguyệt tiên không thuộc về bất luận chủng tộc nào, ba đối một, nhân tộc tầng cao nhất ưu thế quá lớn, lúc này mới đặt vững nhân tộc thống trị địa vị. Yêu tộc cảm nhận được nhân tộc áp lực, chủ động đoàn kết lại, gọi chung là yêu tộc. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta còn tưởng rằng bọn chúng là sợ bị ngươi ăn, lúc này mới bị bách đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Lý sư đệ ngươi có thể nói một chút yêu vực sự tình sao? Mạnh cảnh chu hỏi. Lý hạo nhiên gật gật đầu, dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên một cái vòng tròn lớn, lại tại vòng tròn bên trong vẽ lên rất nhiều vòng tròn nhỏ. Đây là yêu vực, vòng tròn nhỏ là yêu tộc. Cùng đại hạ, Phật quốc cũng khác nhau, yêu tộc trật tự tán loạn, cũng không có thành lập vương triều, bọn chúng rất giống lúc ban đầu nhân tộc, lấy bộ lạc làm cứ điểm sinh hoạt, từng cái chủng tộc quan hệ rắc rối phức tạp, có thù truyền kiếp, có thù riêng, cũng có liên hợp, còn có phản bội. Không muốn chỉ từ mặt ngoài nhìn từng cái yêu tộc quan hệ, bọn chúng ở trong có rất nhiều chúng ta không biết đến đồ vật. Yêu tộc đại khái có thể chia làm ba loại, thân thiện nhân tộc, trung lập, chán ghét nhân tộc. Giống long tộc, phượng tộc, chính là cùng nhân tộc đi rất gần, giống đào một tộc là thuộc về chán ghét nhân tộc, hỗn độn tộc thì là trung lập phái. Các ngươi đến yêu tộc muốn xem chừng, tận lực đi thân cận nhân tộc yêu tộc lãnh địa. yêu tộc lấy thực lực cùng huyết mạch vi tôn, huyết mạch càng thuần, thực lực càng cao, càng dễ dàng nhận bọn chúng tôn trọng. giống thuần huyết long tộc, thuần huyết phượng tộc, thuần huyết huyền vũ, cái này đã là đại tộc, lại là thuần huyết tại yêu tộc địa vị cao nhất. đương nhiên. Nhân tộc là ngoại lệ, tối thiểu nhất ta chưa nghe nói qua yêu tộc bởi vì chúng ta là thuần huyết nhân tộc liền tôn kính chúng ta. Đóng lấy, Lý Hạo Nhiên lại giảng thuật từng cái chủng tộc cấm kỵ, tỉ như rồng có vẫy ngược, không thể đụng vào, tỉ như chớ cùng phượng tộc sách bọn chúng bán máu sự tình vân vân. Ta đối yêu vực biết đến không nhiều, dù sao hiện tại chỉ có tầng Hạo Nhiên một nửa ký ức, rất nhiều đồ vật đều là mơ hồ, nói cho các ngươi ngược lại khả năng lừa dối các ngươi, trưởng lão nhóm lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc, hẳn là đi qua yêu vực, các ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn còn có cái gì chú ý hạng mục. Có đạo lý. Trưởng lão nhóm trải qua phong phú, hắc bạch hai đạo, ngục giam thanh lâu, Phật quốc yêu vực, cái nào không có đi qua. Đại trưởng lão đang cùng hứa du nói chuyện phím, hai người tìm được ba đại gia. Các ngươi muốn đi yêu vực, có cái gì chú ý hạng mục. Ba đại gia cúi đầu nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc đừng nói các ngươi là vấn đạo tông nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha